Đến những cái cơ sở thực hiện đấy thì toàn bác sĩ tay ngang, không có một chút chuyên môn nào cả, chỉ biết đè khách ra, rạch một đường ở đấy rồi kéo phần da thừa cho nó hết mất đi, xong rồi là khâu vào. Cái bạn này bạn nói cũng đúng một phần, thì đa số cái dịch vụ căng da mặt ở Việt Nam hiện nay á, là chúng ta do tay ngang làm, ra là không phải là bác sĩ. Các bạn thấy trên mạng xã hội á, đề là doctor này doctor kia, rồi bác sĩ kia, thậm chí có nhiều người đề còn tiến sĩ bác sĩ. Có nhiều người điền ở chức danh rất là cao nhưng thật ra là không có học ngành y một ngày nào cả. Bác sĩ thì phải có tên tuổi, có chứng chỉ hành nghề, có bằng cấp, và những bác sĩ hành nghề thì người ta không làm những phương pháp căng da mặt cũng như bạn này phản ánh. Bác sĩ thì người ta làm ít nhất là mình phải bóc tách được một lớp smart cố định để mình kéo lên thì hiệu quả nó cũng ít. Hiện nay căng da mặt chỉ có một phương pháp duy nhất có thể cải thiện được cái tình trạng lão hóa mình rất là tốt, đó là căng da mặt nội soi, và mình phải tác động đến lớp smart di động thì mình có thể kéo cái lớp smart lên. Còn những hình thức như là cắt da này, khâu lên thì nó để lại cái sự rất là xấu, tiền mất tật mang, tiền mất sẹo mang và không có kết quả gì các bạn nha. Cho nên là nếu các bạn đi căng da mặt, các bạn nên chọn căng da mặt nội soi smart. Còn nếu không, các bạn đừng làm gì cả, các bạn có thể chăm sóc da hoặc làm những phương pháp nội khoa như là HIFU, Thermage hoặc là Ultherapy hoặc là massage cũng được. Xa vào những cái chuyện mà để cho những bạn tay ngang á, cắt da rồi khâu lên sẹo rất là xấu, thậm chí nó còn gây biến chứng như là tổn thương mạch máu, thần kinh nữa, thì cái điều này không nên làm.